Ông ấy phải sẽ có cái lốc xe của Thì trong cái tràng khí màng phổi tự phát là tràng khẩu khí màng phổi do nguyên nhân tại phổi, không do nguyên nhân chấn thương hay là do nguyên nhân tác động từ bên ngoài. Trong tràng khí màng phổi tự phát thì người ta chia thành là tràng khí màng phổi tự phát nguyên phát và do vỡ các bóng khí kén khí, và một cái nữa là tràng khí màng phổi tự phát thứ phát do bệnh lý ở phổi, thường là COPD hay là phổi. Đây là cái một cái phổi bên bóng khí trên bề mặt phổi, và khi những cái khí này nó vỡ ra hay sẽ gây tràn khí màng phổi. Thì chúng ta sẽ xem một cái video để thấy được cái cơ chế tràn khí màng phổi của chấn thương và của tự phát. Chúng ta thấy là nhu mô phổi thì đang được bao bọc bởi là cái màng phổi, gồm cả màng phổi tạng và màng phổi thành. Màng phổi tạng và màng phổi thành tạo thành một khoang gọi là khoang màng phổi. Khoang màng phổi là một khoang ảo có áp lực âm. Khi bệnh nhân bị chấn thương, bị thủng phổi thì khí trong nhu phổi sẽ tràn ra ngoài vào trong khoang màng phổi và gây xẹp phổi. Tương tự như vậy, trong những trường hợp bệnh nhân bị những bệnh lý ở phổi chẳng hạn, hay là bị những cái cán khí ở phổi, thì khi những cán khí này vỡ ra, không khí sẽ từ trong phổi ra ngoài vào trong khoang màng phổi và gây xẹp phổi. Thì đó là cơ chế của tràn khí màng phổi do chấn thương hay là do tràn khí màng phổi tự phát. Phân loại thì người ta phân thành hai loại chị lỗi chưa? Dạ nghe chị. Dạ. Thì người ta phân thành hai loại ha, tràng khí màng phổi nguyên phát và tràng khí màng phổi tự phát thứ phát. Trong cái tràng khí màng phổi tự phát nguyên phát thì trên cái này là không có bệnh phổi kèm. Thứ hai là bệnh nhân nam trẻ tuổi cao gầy. Còn ngược lại, ở bệnh nhân tràng khí màng phổi tự phát thứ phát thì thường xảy ra nền bệnh phổi kèm, chẳng hạn như là bệnh COPD, lao phổi, khí phế thủng, hoặc là ở bệnh nhân nghiện thuốc lá. Thường là ở bệnh nhân lớn tuổi, lớn hơn 40 đến 50 tuổi. Và trên hình chúng ta thấy rằng đối với tràng khí màng phổi tự phát nguyên phát, cái hình đầu tiên này chúng ta thấy là cấp nhu mô phổi gần như hoàn toàn bình thường. Chỉ có bề mặt là có một hai cán khí, và khi cán khí này nó vỡ ra thì nó sẽ gây tràng khí màng phổi. Ngược lại, ở bệnh nhân tràng khí màng phổi tự phát thứ phát, trên cái hình thứ hai này chúng ta thấy rằng toàn bộ nhu mô phổi bị hư hỏng, bị sơ hóa, bị giãn các phía nang. Thì như vậy khi những cái tổn thương này vỡ ra, hay sẽ gây tràng khí màng phổi.
Và có một cái đặc điểm trong cái tràn khí màng phổi tự phát này là sau mỗi lần tràn khí màng phổi thì cái nguy cơ tái phát ngày càng tăng. Chẳng hạn như một bệnh nhân vào với mình một tràn khí màng phổi thì nguy cơ tái phát lần thứ hai là 50%. Lần thứ hai nó bị tràn khí nữa thì nguy cơ tái phát lần thứ ba là 70%. Thêm một lần nữa thì có thể là 80-90%. Thì như vậy là sau mỗi lần tràn khí màng phổi thì nguy cơ tái phát ngày càng tăng. Về lâm sàng thì lâm tràng khí màng phổi tự phát nguyên phát, cái đau ngực nó nổi trội hơn là khó thở. Còn ngược lại trong tràng khí màng phổi tự phát thứ phát thì cái khó thở khá là nổi trội hơn đau ngực. Vì sao? Vì chúng ta thấy rằng ở tràng khí màng phổi tự phát thứ phát thì phổi bệnh nhân đã hư gần như rất là nhiều rồi, bệnh nhân đã có một suy giảm chức năng hô hấp rồi, giờ thêm một cái tràng khí màng phổi nữa thì khó thở hay sẽ là triệu chứng nổi trội so với đau ngực. Và ngoài triệu chứng cơ năng đau ngực khó thở thì đây bệnh nhân chúng ta sẽ khám có tâm chứng Galea của một bệnh tràn khí màng phổi điển hình. Thứ nhất là rung thanh giảm, gõ vang thì đào phế nang giảm. Chúng ta sẽ xem cái video ha. Đây là một trường hợp tràn khí màng phổi, thì như vậy thì khí nó sẽ tràn vào khoang màng phổi, hắn gây xệ phổi và đồng thời thì hắn sẽ đẩy lại qua bên đối diện. Trong những trường hợp mà tràn khí màng phổi nhiều thì phổi gần như xệp hoàn toàn, trung thất bị đẩy hoàn toàn qua bên đối diện, sẽ gây ra một tình trạng có thể là sốc do cái tình trạng là tràn ép tim. Do cái thị thực hay là một sốc mạch máu. Còn về vấn đề hô hấp thì khi phổi xịt hoàn toàn có thể gây một vấn đề suy hô hấp. Và khi chúng ta nghe phổi thì chúng ta thấy rằng bên tràn khí màng phổi sẽ giảm thông khí, đỏ thì vang, trung thanh thì giảm. Đây là một cơ chế của tràn khí màng phổi. Thì đối với cái lâm sàng của tràn khí màng phổi thì ngoài tâm chứng Galea ra, đau ngực khó thở thì chúng ta thường dựa vào X quang hay là CT. Trong đó X quang là cái hình ảnh đơn giản nhất, dễ nhận biết nhất. Thì trên hình ảnh X quang chúng ta thấy được là trong cái tràng khí màng phổi đó một vùng sáng đồng nhất, không có mô nhu mô phổi, nhu mô phổi đẩy về phía đối diện, chẳng hạn như trung thất bị đẩy về phía đối diện, cái hoành bị hạ thấp, khoảng nhân sườn nhẫn động. Và người ta quy ước trong cái tràn khí màng phổi thì hai cái cơ quan, đối với lại thì người ta lấy cái chiều dài từ cái đỉnh phổi đến cái bờ của nhu phổi là khoảng cách tràn khí. Nếu hai thì tràn khí màng phổi lượng nhiều, nếu nhỏ hơn hai là tràn khí màng phổi lượng ít, trên hình vẽ của anh ha. Nếu theo Mỹ là lấy chỉ số A, ngược lại theo anh thì người ta sẽ lấy ngang cái đống phổi, người ta đo khoảng cách giữa thành ngực và bờ của nhu mô phổi bị đẩy vào. Nếu ngày lớn hơn hai gọi là tràn khí màng phổi lượng nhiều và nhỏ hơn hai gọi là tràn khí màng phổi lượng ít. Thì cái phim X quang của tràn khí màng phổi thì chúng ta đã học ở I3 rồi. Thì như vậy anh chỉ nhắc lại thôi, đó là một vùng sáng đồng nhất, không có văn phổi, rỗng phổi bị đẩy về phía rỗng phổi, trung thất bị đẩy lại về phía bên đối diện, cơ hoành hóa thấp, khoảng nhân sườn nhẫn động. Đó là những hình ảnh đặc trưng của tràn khí màng phổi. Nếu cái khoảng cách tràn khí màng phổi nếu lớn hơn hai gọi là tràn khí màng phổi lượng nhiều, nhỏ hơn hai gọi là tràn khí màng phổi lượng ít. Thì chúng ta cần phải phân biệt được giữa cái tràn khí màng phổi và cái khí phổi. Thì như vậy trong cái tràn khí màng phổi thì vùng sáng đồng nhất không có phân phổi, ngược lại trong có cái khí phổi thì là một cái vùng sáng không đồng nhất và trong lòng còn có cái văn phổi. Có những trường hợp chúng ta có thể nhìn thấy trên X quang và có những trường hợp chúng ta cần phải dùng CT. Thì như vậy trên cái hình ảnh đầu tiên chúng ta thấy ha,
là một cái vùng sáng đồng nhất, không có nhu mô phổi và nhu mô phổi bị đẩy về phía rỗng phổi. Trong cái hình thứ hai, chúng thấy rằng đây là những cái vùng kén khí kèm theo là tràn khí màng phổi. Đây là một cái kén khí phổi, bởi vì chúng ta thấy trong lòng của kén khí này vẫn còn những cái văn phổi nằm đây. Đây là một kén khí phổi và nó phá hủy hoàn toàn nhu mô phổi. Còn bởi vì trong trường hợp bệnh tràn khí màng phổi thì nhu mô phổi vẫn còn. Còn về điều trị thì có rất nhiều cái phác đồ điều trị. Tuy nhiên thì đối với điều kiện của nước chúng ta và theo sự thống nhất của Bộ Y tế thì cái vấn đề mà theo dõi bệnh nhân nó còn rất là khó khăn. Thì như vậy cái vấn đề điều trị nó phù hợp theo từng nước. Thì đối với Việt Nam thì trong cái tràn khí màng phổi thì người ta chia ra là tràn khí màng phổi tự phát, thứ phát và tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát. Trong cái tràn khí màng phổi tự phát thứ phát ở cọc bên tay phải, chúng ta thấy rằng tất cả những trường hợp tràn khí màng phổi tự phát thứ phát đều phải dẫn lưu màng phổi. Trong trường hợp dẫn lưu màng phổi ổn định thì chúng ta sẽ tiếp tục dẫn lưu màng phổi hoặc là kèm theo làm dính màng phổi. Còn ngược lại, trong trường hợp mà dẫn lưu màng phổi thấy rằng không có hiệu quả thì chúng ta sẽ chỉ định mổ, có thể mổ mở, mổ nội soi. Thì như vậy, đối với tràn khí màng phổi tự phát thứ phát khi vô viện thì gần như là 100% có chỉ định dẫn lưu màng phổi. Còn ngược lại, trong tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát, nếu mà tràn khí màng phổi nhỏ hơn 1 cm thì thứ nhất người ta có thể theo dõi hoặc là người ta có thể chọc hút theo dõi. Nếu kết quả tốt thì sau 24 giờ có thể cho bệnh nhân xuất viện. Ngược lại, trong trường hợp tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát mà bệnh nhân khó thở và hoặc là tràn khí màng phổi lớn hơn 2 cm thì người ta có hai hướng giải quyết. Hướng giải quyết thứ nhất là chọc hút. Nếu kết quả tốt thì cho bệnh nhân xuất viện. Hoặc là ngay khi vào viện với bệnh nhân khó thở hoặc tràn khí màng phổi lớn hơn 2 cm thì cho bệnh nhân dẫn lưu màng phổi. Nếu tốt thì cho bệnh nhân xuất viện. Nếu mà dẫn lưu màng phổi thất bại thì sẽ là phẫu thuật để khâu kén khí. Còn trong trường hợp đầu tiên, sau khi chúng ta chọc hút mà thấy kết quả xấu hơn thì chúng ta sẽ chuyển qua dẫn lưu màng phổi. Nếu dẫn lưu màng phổi thành công thì cho bệnh nhân xuất viện, nếu thất bại thì chúng ta có thể là chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân. Đó là cái phác đồ điều trị của Việt Nam hiện tại. Thì chúng ta sẽ xem một cái kỹ thuật đặt dẫn lưu màng phổi ha. Remember to stay above the inferior mammary fold where the nipple would normally lie. The patient lying supine, position the hand up and over the ipsilateral shoulder and secure it in this position to keep it out of the surgical field. Surgeons will prep and drape the chest in a predetermined way. Đầu tiên là sẽ sắc trùng ha. Sau đó chọn có khoảng dẫn lưu là ở khoảng dân trường nam đường lách giữa, có nghĩa là trong vùng tam giác an toàn. Phía trước là cơ ngực lớn, phía sau là cơ lưng rộng, phía trên là hõm nách. Đầu tiên thì người ta sẽ gây tê. Sau khi tê xong thì người ta sẽ tách. Tách từ ngoài da vào tổ chức dưới da qua cơ và tách qua khoang màng phổi. Tách từ ngay bờ trên của xương sườn dưới. Chúng ta tránh trường hợp đi bờ dưới của xương sườn trên, bởi vì bờ dưới của xương sườn trên có bó mạch liên sườn có thể gây chảy máu cho bệnh nhân. Before inserting the chest tube, place your finger into the hole of the pleura. Move your finger around 360 degrees to confirm the correct location in the pleural space by feeling the lung and making sure that there are no adhesions or impediments. Placing a large chest tube, a number 36 or number 40 French, is used in trauma to allow for the evacuation of blood and clots. Clamp the proximal. Sau khi chúng ta đã kiểm tra là các đường hầm chúng ta từ ngoài vào trong khoang màng phổi nó thông thoáng rồi thì chúng ta sẽ đưa cái ống dẫn lưu vào trong khoang màng phổi. Ống dẫn lưu một đầu sẽ được kẹp
kín lại một đầu sẽ được đưa vào trong khoang màng phổi. Để tránh trường hợp chúng ta đưa ống dẫn lưu vào trong màng phổi thì không khí sẽ ồ ạt từ ngoài vào trong lõng cân bằng trong cái lồng ngực của bệnh nhân, có thể dẫn đến siêu hấp. Thì như vậy trong quá trình đưa ống vào trong khoang màng phổi thì đầu phía ngoài chúng ta phải kẹp lại. Thường thì trong cái tràn dịch màng phổi thì ống dẫn lưu sẽ được đưa ra phía sau, còn trong tràn khí màng phổi thì ống dẫn lưu sẽ được đưa ra phía trước. Và khi đạt vào trong khoang màng phổi thì chúng ta sẽ thấy cái dấu hiệu đó là cái dấu hiệu sương mù trong ống dẫn lưu, bởi vì khi đưa vào khoang màng phổi thì không khí trong đó nó ấm, nó sẽ tạo thành sương mù trên ống dẫn lưu. Đó là một cái dấu hiệu chúng ta thấy rằng ống dẫn lưu đã vào trong khoang màng phổi. Thì sau khi mà đạt ống dẫn lưu thất bại thành công, nếu thành công thì chúng ta có thể rút ống dẫn lưu cho bệnh nhân ra viện. Tuy nhiên có những trường hợp là bệnh nhân đạt ống dẫn lưu thất bại, hoặc là trong những trường hợp bệnh nhân vô viện liền thì chúng ta đã có chỉ định phẫu thuật ngay từ đầu. Như vậy những trường hợp nào có chỉ định phẫu thuật, thứ nhất là sau khi đạt dẫn lưu thì ống dẫn lưu xì khí và phổi hoàn toàn không nở trong vòng 1-2 ngày, hoặc là phổi xì khí và chỉ nở một phần trong vòng 5-7 ngày thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật. Hoặc là trong những trường hợp tràn khí màng phổi lần thứ hai thì những trường hợp này gọi là tràn khí màng phổi tái phát, chúng ta cũng chỉ định phẫu thuật. Và là trong những trường hợp tràn khí màng phổi cả hai bên phổi, hoặc là trong những trường hợp tràn khí màng phổi kèm theo cán khí lớn thì chúng ta có chỉ định mổ cho bệnh nhân. Hoặc là trong những trường hợp là tràn khí màng phổi kèm theo tràn máu màng phổi lượng nhiều thì bắt buộc chúng ta phải phẫu thuật cho bệnh nhân để cấp cứu. Bởi vì trong những cái trường hợp này người ta có một khái niệm là tràn khí tràn máu màng phổi và có thể gây tử vong cho bệnh nhân. Đặc biệt là ở bệnh nhân có những cái nghề tương đối đặc biệt, chẳng hạn như là phi hành gia hoặc thợ lặn, thì trong những cái trường hợp này khi bệnh nhân vào với mình với một cái tràn khí màng phổi thì chúng ta cũng nên nội soi và mổ cho bệnh nhân trong trường hợp mà chúng ta có thể phát hiện được những cái tổn thương, tránh cái trường hợp là bệnh nhân bay lên vũ trụ hoặc là bệnh nhân lặn xuống biển và vỡ cán khí, lúc đó thì rất khó cho bệnh nhân. Đối với hai đối tượng rất là đặc biệt, thứ nhất là bệnh nhân có thai thì người ta khuyến cáo rằng là nên điều trị bảo tồn, có nghĩa là chọc hút hoặc là dẫn lưu trừ trường hợp bất đắc dĩ chúng ta mới phẫu thuật cho bệnh nhân có thai. Còn đối với những trường hợp tràn khí màng phổi tự phát thứ phát thì đến giờ người ta vẫn còn rất nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì đang vẫn còn khuynh hướng là điều trị bảo tồn sau đó làm dày dính màng phổi. Bởi vì cái vấn đề khó khăn trong cái mổ tràn khí màng phổi tự phát thứ phát là cái nhu mô phổi bệnh nhân nó hư rất là nhiều, và khi chúng ta vào chúng ta thao tác thì rất khó để khâu nhu mô phổi, và thứ hai là phổi nó thường dính rất là khó gỡ và có thể gây chảy máu cho những bệnh nhân này. Thì thường là kết quả mà mổ tràn khỏi hoàn phổi bệnh nhân tràn khí tự phát thứ phát thường là tiên lượng không tốt. Thì hiện tại thì ở Việt Nam vẫn là điều trị bảo tồn cộng theo làm dày dính màng phổi, trong những trường hợp mà không có hiệu quả thì chúng ta mới chỉ định phẫu thuật. Thì như vậy trong phẫu thuật thì chúng ta có thể là mổ hở hoặc mổ nội soi, và xử lý thì chúng ta cắt bỏ cái phần tổn thương và chúng ta sau đó chúng ta sẽ khâu lại. Thì khâu lại chúng ta có thể khâu lại bằng chỉ, hoặc là chúng ta sẽ có những cái dụng cụ tự động, nó sẽ có nhiệm vụ vừa cắt và vừa khâu trong cùng một thùy, người ta gọi đó là stapler. Thì chúng ta sẽ coi một cái nội soi, người ta sẽ xử lý là cắt khâu cán khí nội soi. Một thanh niên 18 tuổi ha, vào viện một tràn khí màng phổi tái phát trên bề mặt nhu mô phổi, chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái tổn thương bong bóng, người ta gọi là cán khí. Những cán khí này khi nó vỡ ra hay sẽ gây tràn khí màng phổi. Đó là một stapler, dụng cụ tự động ha. Người ta sẽ đưa vào và người ta cắt. Khi cắt xong thì cái máy này sẽ tự khâu lại. Và cái vấn đề này nó cải thiện thời gian mổ rất là nhanh. Thay vì trước khi chúng ta phải dùng kéo để cắt, chúng ta phải khâu lại thì mất khoảng 30 phút. Thì với stapler này khoảng 30 giây là hắn đã tự cắt và tự khâu cái cán khí rồi. Thì như vậy trên hình ta thấy người ta dùng stapler cắn, và sau khi cắt xong thì cái phần cán khí người ta cắt là bỏ hoàn toàn. Cái phần nhu mô phổi còn lại là đã được khâu lại với nhau rồi.
Và sau khi mà cắt xong thì người ta sẽ làm dính màng phổi để tránh cái tình trạng tái phát. Có nhiều cách làm dính, cách đơn giản nhất là người ta sẽ dùng tăm bông để người ta chà sát cái màng phổi để cho nó rớm máu, và sau đó hãy sẽ tạo thành một cái phản ứng viêm giữa thành ngực và nhu mô phổi để dính lại với nhau. Trong những trường hợp có tràn khí màng phổi tái phát thì cái phổi nó cũng không bị xẹp nhiều, gây khó thở cho bệnh nhân. Hoặc là có những trường hợp người ta sẽ dùng hóa chất, có thể là dùng bleomycin, hoặc là trong một số trường hợp người ta sẽ dùng là dao điện để là làm tổn thương cái màng phổi, hoặc là có thể là người ta sẽ bóc toàn bộ cái vỏ màng phổi thành đi để cho cái phản ứng viêm nó xảy ra là dính cái phổi vào thành ngực. Tuy nhiên thì cái phản ứng mà bóc màng phổi thành thường gây chảy máu nên đa số người ta ít dùng. Thì như vậy là cái bài về chẩn đoán và điều trị tràn khí màng phổi thì nó chỉ là đơn giản như đó. Ngoài cái phác đồ của Việt Nam thì chúng ta thấy một cái phác đồ của Hiệp hội lồng ngực của Anh thì người ta rất là rõ ràng, không phải tất cả những cái tràn khí màng phổi tự phát thứ phát người ta đều phải dẫn lưu mô. Chúng ta coi ha, đối với tràn khí màng phổi tự phát thứ phát, nếu lớn hơn 2 cm hoặc bệnh nhân khó thở thì sẽ dẫn lưu. Còn nếu mà kích thước từ 1 đến 2 cm thì người ta sẽ chập khúc. Nếu kích thước nhỏ hơn 1 cm người ta theo dõi, thì như vậy trong cái tràn khí màng phổi tự phát thứ phát, các phác đồ điều trị cũng rất là rõ ràng. Lớn hơn 2 cm hoặc khó thở thì dẫn lưu. Nếu tràn khí chỉ là 1-2 cm thì chập khúc theo dõi. Nếu tràn khí nhỏ hơn 1 cm thì theo dõi và chờ bệnh nhân ra về. Còn trong cái tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát thì gần như giống của Việt Nam, thì như vậy cái vấn đề theo dõi nước ngoài nó rất là chặt chẽ. Không phải tất cả những cái trường hợp nào người ta đã cũng nên dẫn lưu đâu. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì cái vấn đề theo dõi, vấn đề chăm sóc bệnh nhân còn gặp nhiều khó khăn. Thì như vậy trong cái tràn khí màng phổi tự phát thứ phát thì đa số là người ta dẫn lưu khi bệnh nhân mới vào viện. Thì như vậy cái bài của mình hôm nay thì kết thúc tại đây. Không biết là các em có hiểu hay có hỏi gì không. Cái bài này thì nó tương đối đơn giản. Dạ, ở việc tràn khí màng phổi chúng ta đã học rồi, chúng ta sẽ nói về cơ chế bệnh lý và cách điều trị của bệnh này thôi. Dạ thầy ơi, cho em hỏi một câu rồi ạ. Em nói đi. Cho em hỏi là em thấy là có tràn khí màng phổi thì có cả tràn khí màng phổi kín, màng phổi hở với cả tràn khí màng phổi áp lực ấy. Thì cho em hỏi cái cơ chế của cái tràn khí màng phổi áp lực là làm sao mà nó hình thành lên được không thầy? Cảm ơn. Thì như vậy đối với những trường hợp tràn khí màng phổi mà khí nó vào trong khoang màng phổi được nhưng không thoát ra ngoài được thì gây ra tràn khí màng phổi áp lực. Chẳng hạn như bệnh nhân bị vô đâm đi, thì sau qua cái vết thương đấy thì có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái vết thương đó thì không khí đi ra đi vào được, thì người ta là gọi là tràn khí màng phổi hở. Tuy nhiên cũng trong trường hợp đó, cái vết thương đó nó tạo thành một cái van, hắn chỉ cho không khí đi vào không cho không khí đi ra, thì khi bệnh nhân hít thở thì khí càng ngày nó vào trong khoang màng phổi càng nhiều, nó không ra ngoài được, thì hắn sẽ gây ra một tràn khí màng phổi ngày càng nhiều trong khoang màng phổi và tạo thành một tràn khí màng phổi áp lực. Và khi tràn khí màng phổi áp lực thì hắn sẽ đẩy lại trung thất vị bên đối diện, hắn sẽ là xoắn vẹn các tĩnh mạch, hắn sẽ là chèn ép tim trong thùy tâm trương, tim không nở được và sẽ gây suy tim tâm trương, làm cho máu tĩnh mạch không về tim được và gây vẹn xoắn, có thể gây ra sốc tim hoặc là gây ra một tình trạng siêu hấp do phổi bị xẹp hoàn toàn. Được chưa? Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi. Rồi ai hỏi gì nữa không à? Thầy ơi, thầy em hỏi với ạ. Anh nghe đây. Dạ thầy ơi, trong trường hợp mà bệnh nhân mà tràn khí màng phổi mà tự phát nguyên phát thì em đọc trong sách nó có ghi là có thể là cho bệnh nhân thở oxy từ 2 đến 3 ngày thì sau đó chụp lại, nếu mà ổn định thì có thể ra viện. Vậy thì là khí mà trong khoang màng phổi đó đi đâu và bằng cơ chế nào mà làm cho bệnh nhân có thể khỏi sau 2 đến 3 ngày thở oxy vậy thầy? Thì như vậy người ta có, em không thở oxy thì cái khí cũng sẽ tự hấp thu. Còn người ta đã có nghiên cứu là trong những trường hợp mà bệnh nhân thở oxy nồng độ cao thì cái vấn đề hấp thu CO2 nó còn nhiều hơn. Thì cái khí CO2 nó sẽ được hấp thu vào trong khoang màng phổi. Thì cái lá tạng của phổi đấy và lá thành của phổi nó sẽ có tác dụng hấp thu những khí này. Chẳng hạn em thấy trong những trường hợp tràn dịch màng phổi lần ít thì nó sẽ tự hấp thu. Trong trường hợp tràn khí màng phổi lần ít thì cái màng phổi này hắn sẽ tự hấp thu. Thì như vậy cái màng phổi nó có vai trò là hắn tạo một khoang màng phổi làm cho 2 lá phổi trượt lại nhau. Tuy nhiên hắn cũng có một cái chức năng đó là hấp thu khí và dịch trong khoang màng phổi với trường hợp ít. Và đã có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới thấy rằng đối với những trường hợp tràn khí màng phổi cho bệnh nhân thở oxy liều cao thì nó sẽ hấp thu
cái lượng khí vào càng nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Ok em rồi. Giờ thế này, cho mỗi cái là thì ở chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu của tràng khí màng phổi thì bao lâu mình sẽ cho bệnh nhân hoạt động thể lực lại bình thường này, hay là ví dụ những bệnh nhân trẻ tuổi thì hoạt động thể lực nặng có được không thầy? Trong những trường hợp bệnh nhân mà tràng khí màng phổi tự phát nguyên phát thì cái vấn đề bệnh này người ta còn theo, chẳng hạn như sau khi mổ xong chúng kiểm tra thấy hai phổi là không có cái vấn đề gì tồn tại của cái bệnh lý thì chúng ta có thể cho bệnh nhân vận động thể lực bình thường. Tuy nhiên đối với những trường hợp bệnh nhân mà tràng khí màng phổi tự phát thứ phát thường là sẽ hạn chế vận động, bởi vì khi bệnh nhân vận động mạnh thì có thể là gây vỡ những cái cán khí và gây tràng khí màng phổi. Bởi vì khi bệnh nhân vận động mạnh tăng áp lực trong khoang màng phổi, đó là một trong những cái cơ chế để vỡ các cán khí trong phổi. Thì như vậy nếu bệnh nhân điều trị triệt để thì cái vấn đề chúng ta cho bệnh nhân vận động lại bình thường là gần như là hoàn toàn có thể. Còn ngược lại, sau khi chúng ta điều trị xong thấy cán khí vẫn còn trong phổi rất là to, hoặc là bệnh lý này của bệnh nhân chẳng hạn như là COPD này nọ, thì chúng ta phải hạn chế cho bệnh nhân hoạt động thể lực, bởi vì hoạt động thể lực sẽ làm tăng áp lực trong cái khoang màng phổi và sẽ gây vỡ các cán khí. Dạ em cảm ơn thầy. Em hỏi gì nữa không ha? Dạ thầy ơi, cho em hỏi về ạ. Dạ cho em hỏi là nghe khi dạ khi bị tràng khí màng phổi mà khi chọc tháo dựng lưu khí mà người ta kêu là không được chọc tháo quá nhanh tại vì lúc đó sẽ làm cho áp lực khoang màng phổi giảm quá nhanh thì sẽ gây ra cái biến chứng là phù phổi cấp. Để cho em hỏi là vì sao vậy ạ? Phù phổi cấp thì lúc đó khi mà em dẫn lưu quá nhanh thì áp lực trong khoang màng phổi nó sẽ tăng lên, và lúc đó thì phổi nó nở rất là nhanh, mạch máu nó nở ra thì máu nó sẽ dồn về trong các mạch máu trong phổi và sẽ gây một cái tình trạng là tăng áp lực trong các mạch máu đó và gây ra tình trạng phù phổi cấp. Và trên lâm sàng đã có những trường hợp gặp như đó rồi, phổi nở rất là nhanh, áp lực trong khoang màng phổi giảm rất là nhanh, các mạch máu trong phổi nở giãn ra, máu ồ ạt đổ về trong nhu mô phổi làm tan tứ máu trong cái vùng nhu mô phổi giãn nở, tăng áp lực và sẽ gây ra một tình trạng gọi là phù phổi cấp. Chưa? Rồi. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là để tránh tái phát những đợt sau thì khi nãy trong video thầy có nói là sẽ làm cái lá tạng của màng phổi dính vào thành ngực và đôi khi cũng có thể bóp tách luôn cái lá thành. Vậy thì bình thường sinh lý của phổi là nhờ vào lá thành với lá tạng mà một lá tiết ra một lá hấp thu, vậy thì nó mất đi cái độ co giãn của phổi thì có gây biến chứng gì hay là bệnh nhân phải kiêng cữ cái gì không ạ? Alo. 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 Dạ, lắng nghe thầy. À, thì như vậy á, bởi vì cái nguy cơ tái phát của tràng khí màng phổi sau mổ đặt nó tăng lên, thì cái vấn đề của chúng ta là khi bệnh nhân vào viện thì chúng ta cần phải xem xét rằng có chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân này hay không. Bởi vì không phải tất cả những bệnh nhân chúng ta đem ra đi mổ được cả, có những bệnh nhân thì cái cán khí trên phổi nó nằm rải rác rất là nhiều, chúng ta sẽ xử lý được những cán khí gọi là bị vỡ thôi, còn những cán khí còn lại chúng ta không xử lý được thì những bệnh nhân đó sau mổ xong thì nguy cơ tràng khí nó vẫn còn như cũ. Còn đối với những bệnh nhân mà chỉ có một cán khí, hai cán khí nó nằm rõ ra thì như vậy khi chúng ta vào chúng ta chỉ cần cắt cái cán khí ra thôi thì nguy cơ tái phát gần như không còn nữa. Thì cái vấn đề tái phát nó tùy thuộc vào cái bệnh lý nền của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân bị COPD hoặc là nhiều cán khí rải rác trên nhu mô phổi thì chúng ta sau khi phẫu thuật xong thì nguy cơ tái phát bệnh nhân vẫn còn rất là cao. Còn ngược lại, đối với những bệnh nhân chỉ có một hai cái cán khí to rõ ràng và khi chúng ta phẫu thuật chúng ta có thể lấy bỏ triệt để thì câu chuyện này thì gần như là cái nguy cơ tái phát nó rất là thấp và là không còn nữa. Được chưa?
Dạ, dạ em thắc mắc là em nói đi, em nói dạ đi. là sau khi mà mình làm phẫu thuật mà kiểu làm lá tạng của màng phổi mà dính vào thành ngực có thầy, là nó có gây biến chứng gì trong cái việc mà hô hấp của bệnh nhân không có thầy? Đây một điều rất là rõ ràng ha. Thì đối với khi chúng ta làm dính cái màng phổi thành màng phổi tạng rồi thì cái động tác mà xẹp vào cũng như mô phổi á, hắn sẽ bị hạn chế, thì hắn sẽ gây ra một hội chứng gọi là hạn chế hô hấp. Và đặc biệt là trong những bệnh nhân mà bị COPD thì cái vấn đề này nó làm nặng cái khó thở của bệnh nhân lên. Cái vấn đề mà làm dính màng phổi hắn sẽ dùng trong những trường hợp gọi là bất đắc dĩ, không còn phương án nào giải quyết cả. Bởi vì khi chúng ta sẽ phòng ngừa những trường hợp, thứ nhất là khi chúng ta làm dính màng phổi trong trường hợp bệnh nhân bị chấn thương ngực, bị rách trong mô phổi thì vấn đề chúng ta phẫu thuật rất là khó khăn. Bởi vì lúc này thì cái phổi nó dính vào thành ngực, bóc tách rất là khó khăn. Và đặc biệt là trong trường hợp thứ hai, đối với những bệnh nhân có bệnh lý này và có trường hợp chỉ định ghép phổi thì chúng ta khi mở ra để ghép phổi rất là khó khăn. Thì như vậy câu chuyện làm dính màng phổi đa số chỉ dùng trên những trường hợp không phẫu thuật được, không có cái phương pháp nào tốt hơn và bệnh nhân không có siêu hấp. Còn nếu bệnh nhân đã có siêu hấp rồi, bệnh nhân có chỉ định ghép phổi thì gần như chúng ta không có làm dính màng phổi thì bệnh nhân này. Dạ Như vậy em cảm ơn thầy làm ạ. gây ra hậu chứng là rối loạn hạn chế hô hấp. Dạ. Dạ thưa cho em hỏi. Em hỏi đi. Dạ, tại sao mà trong tràng khí màng phổi tự phát nguyên phát thì xuất hiện nhiều ở ở nam giới trẻ và cai thầy? À, thì như vậy á, có rất nhiều giả thuyết ha. Tuy nhiên cái giả thuyết mà ngày nay người ta được áp dụng, được chấp nhận nhiều nhất á, là đối với những bệnh nhân mà cao gầy, trẻ tuổi thì cái áp lực ở cái vùng đỉnh phổi bệnh nhân thường rất là cao trong cái vấn đề hô hấp đấy. Thì người ta đo cái áp lực trong cái vùng đỉnh phổi bệnh nhân cao thì vùng đó nó sẽ hình thành những kháng khí. Bởi vì khi áp lực trong phổi cao thì hắn sẽ làm giãn cái nhu mô phổi, nó sẽ gây ra những cái kháng khí. Và khi những kháng khí này đến một thời gian nó sẽ tự vỡ, đó là một nghiên cứu mà được nhiều người chấp nhận nhất. Nghĩa là hắn trong cái khí phổi này có thể là có yếu tố gia đình. Tuy nhiên mà cái giải thuyết được nhiều người chấp nhận nhất là đối với những người mà gầy, cao và nam. Thì khi mà bệnh nhân cao thì lồng ngực bệnh nhân rất là dài. Và khi lồng ngực bệnh nhân dài thì áp lực trên phía đỉnh cổ là cao nhất. Và ở nam ấy, thì người ta vận động thì động tác hô hấp nó sẽ tăng áp lực nhiều hơn và lâu ngày hắn sẽ làm giãn các phế nang. Hắn gây được các kháng khí và các kháng khí này vỡ sẽ gây là trạng khí màng phổi tự phát nguyên phát. Dạ cảm ơn ạ. Rồi. Rồi thì nữa thì cuối năm rồi ha, thì Y6 thì sắp ra trường rồi, thì hy vọng các em cố gắng học. Thì năm vừa rồi cũng có nhiều em đậu nội trú đấy, thì hy vọng cái lứa Y6 tiếp theo này sẽ có nhiều em tham gia thi để là tạo một cái nền tảng vững chắc cho mình. Còn về vấn đề dịch giả thì cái vấn đề để lâm sàng mà em đi bị ảnh hưởng thì cũng sẽ cố gắng tìm những cái nơi mặc dù nó không thể là tốt nhất nhưng vẫn là để cho em đảm bảo được cái vấn đề lâm sàng của mình. Tương tự như vậy thì Y4 cũng rất cố gắng học tập. À, điều kiện dịch giả thì đi lâm sàng mình nó không được tốt, tuy nhiên thì có được nơi nào thì mình đi nơi đấy để mà có những cơ bản về lâm sàng. Còn nếu bác sĩ mà không có lâm sàng thì thật sự rất khó cho bọn em. Và câu chuyện để làm tốt nhất về lâm sàng đó là bác sĩ nội trú đi học thật sự, đi học chứ có bác sĩ nội trú là thật sự học thôi. Bọn em được giao trách nhiệm, được làm, được nhận lương, đó là cái bọn em sẽ nhận được. Và khi ra trường thì bọn em có một cái nền tảng kiến thức rất là vững chắc. Năm vừa đầu thì có một số em đã đậu nội trú có Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Thì năm tiếp theo anh hy vọng rằng các em sẽ là nối tiếp của truyền thống đó để mà có những kiến thức tốt nhất cho mình. Giờ thì chúc các em về ăn Tết vui vẻ thôi, sẽ đang gặp lại. Được chưa? Alo. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Em chào thầy. Rồi, chào mọi người ha. Dạ, rất cảm ơn thầy nhiều. Thầy năm mới an toàn cho mọi người.
không phải con. Dạ, con chào thầy ạ.